Xin chào mọi người. Thiếu gia ra tù liền vô địch tập 66. Lý Thiếu Hiệp hãy đi theo tôi, bên lập tức dẫn ngài đi gặp tiểu thư. Đường Thanh Ngưu làm động tác mời, thái độ vô cùng khách sáo. Lý Vũ dẫn đầu nhảy xuống máy bay trực thăng, Lăng Hạc cùng Mộc Hàn Sinh theo sát phía sau. Một lát sau, dưới sự chỉ đường của Đường Thanh Ngưu, mang người Lý Vũ đi vào một ngôi nhà lớn rộng rãi trên đảo. Cung Vô Địch và Cung Nguyên Thường đã đứng ở cửa chờ từ trước, đủ nhìn ra bọn họ rất coi trọng Lý Đại Đương gia. Cha ảnh vị này là Lý Thiếu Hiệp đúng không? Quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Cung Vô Địch chắp tay hành lễ, cười mở miệng. Thiếu niên anh hùng là bốn chữ mấy tháng nay Lý Vũ nghe thấy nhiều nhất. Lỗ tai anh sắc mọc kén rồi, nhưng vẫn khách sáo đáp lại. Ngài là đảo chủ Cung Vô Địch đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hai bên chào hỏi nhau rồi đi vào bên trong. Cung Nghe Thường đích thân pha trà cho bọn họ, thì bưng trà cho Lý Vũ, không biết là cố ý hay vô tình. Ngón tay nhỏ như cây hành của cô xẹt qua lòng bàn tay của Lý Vũ. Mỹ nữ đứng đầu võ lâm danh xứng với thực, thế là đàn ông bình thường đều khó cưỡng lại sự quyến rũ này. Hai người dựa vào gần nhau, Lý Vũ có thể ngửi thấy mùi thơm rõ ràng trên cơ thể đối phương. Lúc này chắc thì lại tiếp xúc với nhau, trong nháy mắt không khỏi tâm viên ý mã. Lý Thế Hiệp, Mộc Tiên Sinh mời uống trà. Cung Vô Địch nhiệt tình tiếp đón, ánh mắt ông ta nhìn về phía Nam Cung Thạc, tò mò hỏi. Không biết điều này là... Ông ta là Nam Cung Thạc, tay sai của tôi. Lý Vũ chủ động giới thiệu. Nam Cung Thạc, Cung Vô Địch lẩm bẩm, cảm thấy cái tên này hơi quen. Mà vẻ mặt Cung Nguyên Thường ở bên cạnh cũng thay đổi. Cô ấy thấp giọng nhắc nhở. Chà, hình như đại hộ pháp vu giáo tên Nam Cung Thạc đúng không? Cung Vô Địch nghe vậy, ông ta chấn động, vẻ mặt hoảng sợ. Cung đảo chủ yên tâm, tôi đã không phải là đại hộ pháp vu giáo gì đó nữa, chỉ là một tên tay sai bên cạnh Lý Thiếu mà thôi. Nam Cung Thạc thản nhiên mở miệng. Nghe vậy, Cung Vô Địch và Cung Nguyên Thường đều kính nể nhìn Lý Vũ. Cung đảo chủ, hôm nay bản thiếu được mời đến Vượt Thiên Quan, chúng tôi không muốn lãng phí thời gian. Lý Vũ nhún vai, anh nói ra. Dù sao thời gian của bản thiếu rất quý giá. Nên Lý Thiếu Hiệp thẳng thắn như vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi luôn. Cung Vô Địch và Cung Nguyên Thường nhìn nhau, hai bên để có hơi hưng phấn. Ba người Lý Vũ đứng dậy đi theo hai cha con trước mặt ra khỏi nhà. Đã trên đường không nhỏ, mà nơi này được thiết kế theo hướng hiện đại vô cùng đầy đủ. Ô tô, du thuyền, xe máy, phương tiện giao thông gì cần có đều có. Cung Nguyên Thường lái một chiếc xe thương vụ xa xỉ ra khỏi gara. Năm người xuất phát đến Thiên Quan. Hơn 10 phút sau, xe chạy đến một ngọn núi trên đảo. Nơi này sương trắng lượn lờ, mặc dù người có thể lực tốt, cũng không thể nhìn rõ cảnh vật 50 mét phía trước. Đây là Thiên Quan sao? Lý Vũ cẩn thận đánh giá, ngoại trừ thấy một tầng sương trắng thì không còn gì khác. Cung Nguyên Thường ở bên cạnh nói ra, Thiên Quan ở ngay bên trong đó, để Lý Thiếu Hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ đưa anh vào. Không được, thực lực của Nguyên Thường bình thường đi vào sẽ gặp nguy hiểm đó. Vẻ mặt Cung Vô Địch đầy lo lắng. Cung Nguyên Thường lắc đầu mỉm cười. Còn Lý Thiếu Hiệp bên cạnh con, cha không cần phải lo lắng. Thế nhưng cha đừng nói nữa. Cung Nguyên Thường ngắt ngang, cô ấy nhìn Lý Vũ bên cạnh. Lý Thiếu Hiệp, anh chuẩn bị xong chưa? Đi thôi. Lý Vũ tài cao mật lớn, cho dù anh không biết gì về Thiên Quan nhưng cũng hề sợ hãi. Lý Thiếu, tôi sẽ không đi vào cùng ngài. Nam Cung Thạc ngượng ngùng nói. Ông ta đã từng nhìn thấy Thiên Quan, biết rõ bên trong rất mạnh, hệ số nguy hiểm rất cao. Ông ta sợ Lý Vũ muốn dẫn mình vào cùng. Cũng mà Lý Vũ không ép buộc, anh liếc Nam Cung Thạc và Mộc Hàn Sinh thản nhiên nói, hai người chờ ở đây là được rồi. Nói xong, anh dứt khoát sóng vai cùng Cung Nguyên Thường đi vào trong sương trắng. Sương trắng mù mịt, mặc dù với thực lực của Lý Vũ cũng không thấy quá rõ ràng. Cũng may trước kia Cung Nguyên Thường tới đã để lại dấu hiệu hai người không sợ lạc. Toán một cái đã qua nửa tiếng. Càng đi sâu vào trong, nhiệt độ không khí càng thấp. Lý Vũ thấy không sao, nhưng Cung Nguyên Thường đã bắt đầu run rẩy. Lý Đại Đương gia thân là đàn ông, sao thể nhẫn tâm nhìn phụ nữ yếu ớt bị rét mà không quan tâm chứ? Vì thế anh duỗi tay ôm bả vai Cung Nguyên Thường, cuối cùng không quên để lại một câu: học lôi phong là chuyện tốt, không cần cảm ơn. Tên này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Cung Nguyên Thường xấu hổ, cô muốn nhảy ra nhưng lại phát hiện ra đối phương ôm rất chặt. Một lát sau,
sương trắng dần biến mất, cảnh vật trước mắt cũng sáng lên. Tại nhảy mắt, một vách đá đập vào mắt hai người. Nơi đó chính là tòa thiên quan đầu tiên cung nguyên thượng nói ra. Lý Vũ nhìn theo, chỉ thấy trên vách đá kia có một hộp gỗ, mà hộp gỗ đó đã có người mở, bên trong rỗng tuếch. Rõ ràng đã có người vào thiên quan thành công cầm lấy bảo vật bên trong. Cung nguyên thượng dẫn Lý Vũ tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, một vách đá khác lại xuất hiện, tương tự hộp gỗ trên vách đó cũng trống không. Đây là tòa thiên quan thứ hai, và sau đó là tòa thứ ba, tòa thứ tư. Để đi thêm gần một tiếng, kết cục vách đá cuối cùng đã xuất hiện. Lý Vũ cẩn thận đánh giá tòa thiên quan thứ 10, phát hiện vách đá này hiểm trở hơn vách đá trước đó, mà hộp gỗ được khảm trên đó cũng to hơn, khiến người ta suy đoán không biết bảo vật bên trong có nhiều hơn hay không. Nên vượt thiên quan này thế nào đây? Lý Vũ tò mò hỏi. Cô Nguyên Thường chỉ vào hộp gỗ trên vách đá, chỉ cần lấy được đồ trong hộp gỗ đó là vượt thiên quan thành công, hả? Đơn giản như vậy sao? Lý Vũ nhíu mày, nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực ra không hề đơn giản. Cô Nguyên Thường chỉ vào hai sườn của vách đá, nơi này cách hộp gỗ khoảng 30 trượng, mà khoảng cách giữa mỗi một trượng là có 7. Nếu không cẩn thận, nhẹ thì bị thương nhẹ, nặng thì bị thương nghiêm trọng, thậm chí có thể là chết, rất nguy hiểm. Với mặt Lý Vũ bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Cô Nguyên Thường gật đầu, cô nói, hệ số nguy hiểm của quan thứ 10 lớn hơn những quan trước rất nhiều. Thế nhưng với võ nghệ phi phạm của Lý Thiếu Hiệp, tôi tin anh nhất định sẽ vượt quan thành công. Lý Vũ nghe vậy, trong lòng anh ân cần hỏi thăm mấy đời nhà cô Nguyên Thường. Lợi dụng ông đây để lấy thiên sơn tuyết đinh giúp mấy người. Cho dù anh lấy được, mấy người cũng đừng nghĩ dễ dàng đoạt được từ tay ông đây. Suy nghĩ thay đổi rất nhanh, Lý Vũ tháo trường thiên kiếm trên lưng xuống chuẩn bị vượt quan. Cô Nguyên Thường vô cùng chờ mong, thậm chí hô hấp còn trở nên dồn dập, nội tâm thì liên tục cầu nguyện Lý Vũ có thể thành công. Thiên quan hiểm trở, khoảng cách giữa mỗi trượt đều có 7. Vì thế Lý Vũ dùng tốc độ nhanh nhất bay vút lên trên vách đá. Sau khi lấy được hộp gỗ, anh lại quay trở lại với tốc độ sét đánh. Nghĩ thì hoàn mỹ như vậy, nhưng khi anh mới bay vút đến chưa được 3 trượng, dưới đất vù 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 liên tục bay ra hơn 10 ám khí. Lý Vũ phản ứng mau lẹ, lấy kiếm bình tĩnh chống đỡ. Cô Nguyên Thường nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm lau mồ hôi lạnh thay anh. Mười mấy giây trôi qua, ám khí bắn lên vẫn không ngớt, ngược lại ngày càng dày đặc. Sắc mặt Lý Vũ thay đổi, dường như anh không ngờ có kết quả này. Rơi vào đường cùng, anh chưa thể quay trở lại. Trong lòng cô Nguyên Thường hơi mất mát, nhưng cô vẫn ân cần hỏi thăm, anh không sao chứ? Suýt nữa bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, có thể không sao sao? Lý Vũ liếc cô ấy, anh nói, bỏ đi, hôm nay không vượt quan, chúng ta đi thôi. Hả? Cô Nguyên Thường sững sờ tại chỗ. Bạn thì đồng ý với cô sẽ đến vượt thiên quan, nhưng cô không nói nhất nữa thể vượt thiên quan thành công. Lý Vũ thản nhiên nói, mặc dù ám khí này không gây tổn thương đến anh, nhưng ai biết sau đó còn cái bẫy nào mà anh và cô Nguyên Thường không thân chẳng quen, căn bản không cần mạo hiểm vì đối phương. Lý Thiệp, hay là thử lại được không? Không thử, chúng ta đi thôi. Cô Nguyên Thường có ý đồ khuyên bảo, không ngờ thái độ Lý Vũ lại kiên định như vậy. Lý Thiệp, thử lại đi mà. Cô Nguyên Thường chưa từ bỏ ý định. Lý Vũ hừ lạnh, bất mãn nói, mạng của cô thì là mạng, nhưng chẳng lẽ mạng của người khác không phải là mạng sao? Muốn thử thì tự cô đi mà thử. Nhất lời, anh xoay người rời đi. Lý Thế Hiệp, cô Nguyên Thường đột nhiên gọi to. Lý Vũ nhướng mày, cái gì? Bịch, cột, cột, cột. Cô Nguyên Thường bỗng quỳ xuống, cô dập đầu 3 cái xuống đất. Thật không dám giấu giếm, hóa độc trong người cha tôi không thể kéo ra được nữa. Chớ thiên sơn tuyết đinh mới trị được, cầu xin Lý Thế Hiệp thử lại. Bạn thiếu có thể hiểu được lòng hiếu thảo của cô, nhưng... Đến đây, Lý Vũ bỗng nâng cao giọng, anh cảnh cáo nói ra. Cô cũng không thể, một vốn một lời, không có đạo đức như vậy. Tôi... Hai mắt của Nguyên Thường phím hồng, cô không biết nên nói gì. Bởi vì Lý Vũ nó không sai, cô ấy không thể vì cha mình mà không quan tâm đến tính mạng người khác. Như vậy rất ích kỷ. Đi thôi. Lý Vũ trấn an, sống chết có số, cô vẫn nên nhìn rộng ra. Thời gian cuối cùng của cha cô, nên cười thì cười, nên uống thì uống, thoải mái hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng. Cô Nguyên Thường đứng dậy chuẩn bị rời đi cùng Lý Vũ, nhưng nước mắt lại trào ra như đê vỡ. Nhưng mà lúc này, Lý Vũ vốn chuẩn bị rời đi bỗng nhảy lên bay vút về phía vách đá. Cô Nguyên Thường ngẩn ra, không phải muốn đi sao, sao lại thế này chứ? Nhưng mà điều khiến cô ấy không thể ngờ được là lần này Lý Vũ bay qua hơn 10 trượng, bốn phía đều không xuất hiện bẫy hay ám khí gì.
Sao có thể như vậy chứ? Cô Nguyên Thường nghĩ rằng có phải mắt mình nhìn lầm hay không? Ngay khi Lý Vũ bay được hơn 20 trượng, một trận cuồng phong ập tới. Rất rõ ràng là bẫy gây ra, nhưng Lý Vũ không nhanh không chậm, lấy trường thiên kiếm ra, chém vào một vị trí trên vách đá với sức mạnh bổ đuổi đất biển. Ầm ầm. Thanh kiếm chém vào trên vách đá, vô số đá vụn vỡ ra. Cũng trong nháy mắt này, cuồng phong biến mất. Cô Nguyên Thường trừng to hai mắt với mặt hoảng sợ, hoàn toàn không nhìn ra hành động đó của Lý Vũ là gì. Chẳng lẽ đây là trận pháp trong tiểu thuyết mà Lý Vũ lại tìm được ra sao? Như thế này cũng thái quá quá rồi đó. Cô Nguyên Thường khó thể tin nổi. Lý Vũ bước xa thêm 5 trượng, hồ cổ trên vách đá đã gần trong gang tấc. Cô Nguyên Thường kích động không thôi khi cô nghĩ rằng Lý Vũ có thể thuận lợi lấy được bảo vật trong hộp gỗ, thì vách đá và mặt đất bắt đầu rung chuyển. Các bẫy trong phạm vi vách đá để cho con người bố trí, không phải thiên nhiên hình thành. Cái gọi là thiên quan trong mắt Lý Vũ chỉ là giả thần giả quỷ. Cho dù bây giờ đất rung núi chuyển giống như động đất, anh cũng hề hoảng sợ một chút nào. Trên mặt đất nứt ra một khe hở, rung động càng lúc càng mạnh. Lý Thiết, cẩn thận! Cũng như thường lo lắng nhắc nhở. Càng Lý Vũ đâm kiếm vào vách núi để ổn định cơ thể. Sau đó anh lập tức vung kiếm đâm một phát nữa vào một vị trí khác trên vách núi. Ầm ầm a, vách đá bắn ra vô số đá vụn, ngoài ra còn có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mắt Cung Nguyên Thường cứng đờ, cả người sững sờ. Tại sao trong thiên quan lại có người chứ? Chẳng lẽ cô nghe làm sao? Không đúng, vì sao mỗi lần có bẫy Lý Vũ sẽ tấn công vào một vị trí trên vách đá chứ? Chẳng lẽ Cung Thường bừng tỉnh. Rất nhiều mũi tên bay ra từ vách đá. Càng càng càng. Lý Vũ lấy kiếm ngăn cản, bình tĩnh chống đỡ. Thằng khốn kia, bản thiếu quên mày lập tức dừng tay, sau đó lăn xuống nhận tội. Nếu không bản thiếu sẽ cho mày biết tại sao hoa lại đỏ như vậy. Lý Vũ vừa ngăn cản vừa uy hiếp. Lần này cô mới thường càng chắc chắn hơn, bảy bên trong thiên quan đều bị con người kiểm soát, mà từ đầu Lý Vũ đã nhìn ra manh mối. Nghĩ vậy cô nhảy vọt đến muốn trợ giúp Lý Vũ ngăn cản những mũi tên bay đến. Càng càng càng. Mặc dù có cái thường có thực lực của cảnh giới đại thừa, nhưng số lượng mũi tên bắn tới nhiều đếm không xuể. Cô không thể bình tĩnh ngăn cản như Lý Vũ. Cô đến đây làm cái rắm gì chứ? Tôi đến giúp anh. À! Cô cái thường đáp lại, đồng thời cánh tay không cẩn thận bị trúng một mũi tên. Không được việc mà còn thất bại. Mau trở về đi. Lý Vũ quát một câu, anh duỗi tay ném cô cái thường ra xa hơn 10 trượng. Rõ ràng muốn giúp đỡ đối phương, thế mà lại bị ghét bỏ. Cô cái thường rất tủi thân. Bên kia, động đất càng lúc càng mạnh, Lý Vũ biết không thể ngồi chờ chết, vì thế anh dùng tốc độ tối đa nhảy lên. Trong giây lát đã bước qua khoảng cách 5 trượng cuối cùng. Cô thường thấy cảnh này, cô bất chấp cánh tay đau xót hưng phấn nhắc nhở: Lý Thế Hiệp, mau lấy bảo vật trong hộp gỗ. Nhưng mà Lý Vũ không để ý tới cô, mà anh mượn nhờ hai bờ nham thạch hai bên để leo lên phía trước. Đúng lúc này trên vách đá có một người, người đó gần như không do dự đẩy mấy khối đá bên cạnh xuống. Ầm ầm ầm. Lý Thế Hiệp cẩn thận! Trái tim của người thường như nhảy lên tận cổ họng. Vù. Lý Vũ phản ứng nhanh lẹ, mạnh mẽ, khéo léo tránh đi mấy khối đá, đồng thời tăng tốc leo lên trên. Người trên vách đá thấy Lý Vũ sắp đến thì bối rối, muốn để đá ngăn cản nhưng đã muộn. Tốc độ của Lý Vũ thật sự quá nhanh, vách đá cao hơn 10 trượng mà chưa đầy nửa phút anh đã thành công leo lên đến đỉnh. Này đây, hôm nay bạn thiếu sẽ cho mày biết tại sao hoa có màu đỏ. Lý Vũ vẫy tay với người đàn ông trung niên đối diện với mặt trợn tức không hề giấu giếm. Người đàn ông sợ hãi, cơ thể lùi về phía sau mấy bước, dưới chân đã không còn gì, không thể lùi được nữa. Cậu đừng đừng lại đây. Rõ ràng người này biết Lý Vũ, càng biết thân thủ của anh, cho nên mới sợ hãi như vậy. Lý Vũ đi từng bước đến. Ông không đến và tôi đi qua là được rồi. Lý Thế Hiệp, ngày xưa chúng ta không oán, gần đây không thù, sao cậu cứ phải đối mặt với tôi chứ? Người đàn ông nói có ý cầu xin tha thứ. Những cái bẫy vừa rồi là do ông giở trò quỷ đúng không? Cùng lúc tôi leo lên đây, mấy khối đá này cũng do ông đẩy xuống đúng không? Lý Vũ lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên sát khí. Vậy mà ông còn dám nói chúng ta không có ân oán sao? Tại sao hộp gỗ lại trống không? Thiên sơn thất tinh ở bên trong đâu? Chú Hồng sao lại là chú chứ? Đối đó lại không có thường cầm một hộp gỗ leo lên trên. Người đàn trung niên không phải ai khác, chính là Hồng Kim Nham, một trong 10 người canh giữ đảo Thiên Đường. Có phải chú lấy thiên sơn tuyết liên rồi không? Mau đưa tuyết liên cho cháu. Cô Nguyên Thường vô cùng kích động. Hồng Kim Nham lắc đầu. Tiểu thư hoàn toàn không có thiên sơn tuyết liên gì đó. Sao có thể? Đã Thiên Đường có ghi chép rõ ràng
Thập đại thiên quan chắc chắn có thiên sơn tuyết liên ngoài 100 năm. Cô Nguyên Thường không chấp nhận, cô kích động nói: "Chú Hồng, cầu xin chú hãy đưa thiên sơn tuyết liên cho cháu." Dù cô có giết người này, ông ta cũng không biến ra được thiên sơn tuyết liên. Lý Vũ cảm thấy không nói nên lời. Hồng Kim Nham ngập ngừng nói: "Tiểu thư, thật sự không có tuyết liên gì đó, tất cả đều là giả." "Giả? Cái gì là giả chứ?" Cô Nguyên Thường không hiểu được. "Tất cả đều là giả." Lý Vũ ở bên cạnh nhắc nhở. Người phụ nữ Cô Nguyên Thường này quả thật có xinh đẹp nhưng không đủ thông minh. Người sản xuất đều nhìn ra được thập đại thiên quan là giả. Nếu là giả, thiên sơn tuyết liên gì đó sẽ không tồn tại. Chú Hồng chẳng lẽ đều do chú giở trò quỷ sao? Cuối cùng Cô Nguyên Thường cũng hiểu ra, ánh mắt nhìn Hồng Kim Nham rất phức tạp. Hồng Kim Nham gật đầu, ông ta dứt khoát thừa nhận: "Đúng, mọi thứ đều xuất phát từ bút tích của tôi." Nhìn ông ta như vậy, dường như rất đắc ý vì kỳ tác của mình. Con người Cô Nguyên Thường lạnh lẽo, cô chất vấn: "Nói như vậy, hóa độc trong người cha tôi cũng là do ông tính kế sao?" "Không sai." Hồng Kim Nham thẳng thắn thừa nhận: "Tại sao chứ? Ông chính là người cha tôi tín nhiệm nhất, sao ông có thể hại cha tôi chứ?" Cô Nguyên Thường không thể tin được chuyện này là thật. "Người tín nhiệm nhất sao? Tôi vẫn luôn coi Cô Vô Địch là anh em tốt, nhưng ông ta thì sao chứ? Ông ta chỉ coi tôi như một con chó mà thôi." Hồng Kim Nham cười như mắc bệnh tâm thần. Cô Nguyên Thường nhíu chặt lông mày. Hồng Kim Nham dừng cười, trên mặt lộ ra sự tàn nhẫn. "Cô Vô Địch càng đáng chết hơn, bây giờ ông ta cướp bắt tuyết gì mẹ tôi sao?" Lông mày Cô Nguyên Thường càng nhíu chặt hơn. Mà Lý Vũ ấn cạnh cũng đoán được, người đàn ông điên cuồng trước mắt này là một kẻ yêu mà không được đáp lại, cho nên mới bị điên. Sắc cổ trên đảo là do ông bóp méo, cái gọi là thập đại thiên quan cũng do ông chế tạo ra, mục đích là vì thu hút cha tôi đến vượt quan, sau đó giết chết cha tôi, đúng không? Cô Nguyên Thường hỏi ra. "Đúng." Hồng Kim Nham lại hài phóng thừa nhận. "Nếu hai người muốn ôn chuyện, bạn Hiếu xin phép không phục bồi." Lý Vũ có vẻ không kiên nhẫn, ngoài ra trong lòng anh bỗng có cảm giác phiền toái vô cớ. "Trời bên mông, trên trời là của tôi." Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Lý Vũ lấy điện thoại ra, anh thấy một dãy số xa lạ nhưng vẫn bắt máy. "Lòng đế sẽ đối phó với anh, cẩn thận." "Kardashian?" Lý Vũ mới hỏi một câu, đối phương lại cúp điện thoại. "Lòng đế sao? Chẳng lẽ thằng nhãi con đó chán sống rồi sao?" Hòa rời cố ý, nước chảy vô tình mà. Tình ý của Long Đế với thánh nữ Kardashian mọi người đều biết, nhưng đồng thời mọi người cũng biết Kardashian không có ý tốt với Long Đế. Có một số ít người biết, thật ra Kardashian tôn quý, thánh khiết, xinh đẹp lại chung tình với quân đế. Cũng vì chuyện này, Long Đế mới hận quân đế thấu xương. Trong mắt ông ta đã coi Kardashian là người phụ nữ của mình, quân đế thuộc loại hoành đao đoạt ái. Sao có thể không báo mối hận cướp vợ được chứ? Nhưng mà trước đó Lý Vũ trà trộn vào thế giới hắc ám chỉ vì muốn tăng cường kinh nghiệm giết địch, thế nhưng chỉ trong 2 năm ngắn ngủi rồi rời đi. Trong đó anh không quá chú ý nhiều tin bắt quái, cho nên hoàn toàn không biết chuyện Long Đế si mê Kardashian. Bây giờ đột nhiên biết được tin Long Đế muốn đối phó với mình, anh mới cảm thấy 8-9 phần đầu đối phương đã bị kẹp ở cửa, nếu không tại sao lại có hành vi tìm chết như vậy chứ? Ngay khi Lý Vũ đang suy nghĩ, Cung Thường cũng biết được mọi chân tướng từ miệng Hồng Kim Nham. Cái gọi là thiên quan chẳng qua là Hồng Kim Nham lợi dụng kỳ môn đột giáp để bố trí các bẫy, lúc trước thiết kế cái này để thu hút Cung Vô Địch đến vượt quan, từ đó báo thù. Mà kế hoạch của ông ta cũng rất thuận lợi, khi Cung Vô Địch vượt quan lần thứ 5 thì bị ông ta dùng hóa độc gây thương tích, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, bị Cung Vô Địch may mắn đào thoát. Kết quả Hồng Kim Nham lại âm thầm bóp méo sách cổ trên đảo Thiên Đường, hơn nữa nói dối trong thiên quan có thiên sơn tuyết liên hàng nghìn năm, cho nên hơn nửa năm nay Cung Vô Địch về Cung Nghe Thường mới thường xuyên tìm kiếm anh hùng thiên hạ đến vượt quan. "Chú Hồng, chỉ cần chú có thể giao thiên sơn tuyết liên ra, cháu có thể đảm bảo cha cháu sẽ bỏ qua chuyện cũ." Dường như Cung Nghe Thường không tiếp nhận được kết quả này. Nếu không có thiên sơn tuyết liên, như vậy nhiều nhất Cung Vô Địch chỉ có thể kiên trì được 3 tháng nữa. Hồng Kim Nham cười thản nhiên: "Mọi thứ đều là giả, sao có thể có thiên sơn tuyết liên được chứ?" Mặc dù đã bị Cung Nghe Thường biết thân phận, nhưng ông ta không hề hoảng sợ. Dù sao không có thiên sơn tuyết liên, Cung Vô Địch khó tránh khỏi cả chết. "Đi thôi, thời gian của bản thiếu rất quý giá." Lý Vũ không còn kiên nhẫn. "Lý Thí Hiệp, là phiền anh bắt tên phản đồ này giúp tôi." Cung Minh Thường xác nhận trong tay Hồng Kim Nham không có thiên sơn tuyết liên, cô ấy không thể buông tha cho tên đầu sỏ ám hại cha mình được. Nhưng cô ấy chỉ có thực lực cảnh giới đại thừa, mà đối phương lại là cường giả cảnh giới tông sư, và nên chỉ có thể xin Lý Vũ giúp đỡ. "Tại sao tôi phải giúp cô chứ?" Lý Vũ thẳng thắn từ chối. Không đề cập tới chuyện Cung Nghe Thường vẫn luôn muốn lợi dụng anh, giữa hai người cũng không có giao tình gì, anh lười xem vào chuyện của người khác. "Lý Thế Hiệp, chỉ cần bắt tên phản đồ này giúp tôi, đã Thiên Đường chắc chắn sẽ có hậu tòa." Cung Nghe Thường hứa hẹn. Lý Vũ khoát tay áo, anh lại từ chối. "Đã Thiên Đường của mấy cô
không có đồ gì lọt được vào trong mắt tôi. Mặc dù lời này rất kiêu ngạo nhưng không thể phủ nhận đó là sự thật. Với thân phận Lý Thiếu, nhà họ Lý Quan, trên đời này còn có cái gì mà anh muốn mà không được đâu chứ? Cô Minh Thường suýt nữa đã hỏi, ngay cả tôi cũng vậy sao? Nhưng bởi vì phụ nữ phải rụt rè, cô ấy không thể nói ra. Hồng Kim Nham ở đối diện, sau khi xác nhận Lý Vũ không ra tay, tâm cũng được buông lỏng. Ngược lại ông ta đưa ra một cổ sát khí với cô Minh Thường. Mặc dù cô là do Tiếp Nhi sinh ra, nhưng chung quy vẫn không phải là giống dòng của tôi. Sát khí trên người Hồng Kim Nham càng lúc càng đậm. Ông ta vừa nói vừa ép sát cô Ngư Thường. Lý Hiệp, chúng ta cùng một phe. Chẳng lẽ anh thực sự nhẫn tâm nhìn tôi ngọc vỡ hương tan sao? Hai mắt cô Ngư Thường đẫm lệ, vẻ mặt rất đáng thương. Lý Vũ cẩn thận ngẫm lại, quá thật là cô Ngư Thường dẫn anh tới nơi này. Cứ mặc kệ người ta như vậy thực sự không được. Hơn nữa Hồng Kim Nham còn vừa mới ra tay với anh. Lý Vũ suy nghĩ xong, anh đếch nhìn Hồng Kim Nham. Ông không thể động vào cô ấy. Vừa dứt lời, bước chân Hồng Kim Nham dừng lại. Ông ta nhíu mày. Lý Thiếu Hiệp, cậu vừa mới nói sẽ không nhúng tay vào, tại sao lại lệch lọc chứ? Bạn thiếu làm gì còn cần giải thích với ông sao? Lý Vũ bỗng nhìn nâng cao giọng, nếu ông còn dám nói nữa, bạn thiếu sẽ làm thịt ông trước. Hồng Kim Nham không dám thở mạnh, chỉ có thể trợn mắt nhìn Lý Vũ dẫn cô Nghi Thường rời khỏi đây. Không được, tuyệt đối không thể buông tha cho bọn họ. Trong lòng có một giọng nói nhắc nhở Hồng Kim Nham, nên để cô Nghi Thường đi ra ngoài. Mặc dù ông ta có thể chạy khỏi đảo Thiên Đường, nhưng như vậy sau đó ông ta để phải trốn tránh người của đảo Thiên Đường đuổi giết. Hồng Kim Nham bắn ra mấy phi đao trong tay, mục tiêu nhắm thẳng vào cô Nghi Thường. Càng khi phi đao sắp bắn trúng cô Nghi Thường, trong gang tấc bị thanh kiếm ngăn cản. Lý Vũ đã sớm đoán được Hồng Kim Nham sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên anh vẫn luôn đề phòng. Vẻ mặt cô Nghi Thường tái nhợt, xem ra bị dọa không nhẹ. Dám có lời bản thiếu, thành gió thoảng bên tai. Keng! Lý Vũ dùng mũi kiếm gãy phi đao trên đất lên, sau đó anh lấy thanh kiếm đập vào đó. Hồng Kim Nham hoàn toàn không kịp tránh, bị phi đao đâm xuyên qua cơ thể. Ông ta trừng to hai mắt rồi chậm rãi ngã xuống. Một giờ sau, cô Nghi Thường dẫn theo Lý Vũ đi ra khỏi màn xương trắng. Công Vô Địch đợi bên ngoài rất lâu, vô cùng chờ mong bước đến. Thế nào, Lý Thế Hiệp thành công vượt qua đây không? Cô Nghi Thường nhíu chặt lông mày, cô muốn nói lại thôi. Thời gian này cô mới được còn tưởng rằng Lý Vũ không thành công, trong lòng không khỏi mất mát, nhưng ông ta vẫn an ủi. Cho dù không thành công, cha có thể chấp nhận kết quả này. Nói sao ông ta lại khách sáo nói với Lý Vũ. Lý Thế Hiệp, rất cảm ơn cậu đã đến đây. Nếu sau này cần gì ở chỗ tôi thì cứ mở miệng. Cha, Lý Vũ vượt qua thành công. Cô Nghi Thường do dự nói, thành công sao? Năng Thạc và Mộc Hoàng Sinh ở bên cạnh nhìn nhau. Nếu vượt quan thành công, sao không khí lại trầm lặng như vậy chứ? Không đúng. Cha, thiên quan là giả, thiên sơn tuyết tiên cũng là giả. Lúc này cũng bình thường kể lại đầu đuôi câu chuyện. Công Vô Địch nghe xong thì cả người ngây ra như phỏng, sững sờ một lúc lâu vẫn không bình tĩnh được. Cha, chúng ta đi tìm người dược vương cốc, bảo họ nhất định có thể chữa khỏi hỏa độc trong người cha. Cô Nghi Thường đề nghị. Nam Quân Thạc cười khinh thường, hoàn toàn không cần thiết phải đi tìm đám phế vật dược vân cốc kia. Cô Quân Địch và Cô Nghi Thường đồng loạt nhìn về phía Đại Hộ Pháp, trong mắt chứa sự nghi hoặc. Ông ta nghiến răng nói ra, đám phế vật đó tự xưng là y thuật vô song thiên hạ, thực ra chỉ có tiếng không có miếng mà thôi. Người dược vân cốc tinh thông biện thước nội ngoại kinh và châm cứu hoa đà, y thuật cũng rất cao minh, nhưng bởi vì không có cách nào trị liệu độc cốc, và nên Đại Hộ Pháp mới khinh thường như vậy. Ông ta nói ra, tôi nói này, Lý Thiếu chính là thành y giỏi nhất bây giờ. Công Vô Địch và Công Nghi Thường nghe vậy, bọn họ đồng thời dừng lại trên người Lý Vũ đang gật đầu, hai tay vắt sau lưng, trên mặt lộ ra nụ cười bí hiểm. Hóa độc được coi là đại độc mạnh nhất trên đời. Người trúng lúc bình thường chẳng khác gì người bình thường, nhưng một khi nó phát tác sẽ khiến người ta sống không bằng chết. Có thể nói với người khác là bệnh nan y, nhưng đối với Lý Vũ chưa chắc là như vậy. Tôi có thể giải được loại độc này, nhưng tôi không có lý do gì phải giúp ông cả. Lý Vũ thẳng thắn nói. Lý Thế Hiệp có thể đưa ra giá tiền. Công Vô Địch vô cùng hào phóng. Đã tính đường ở thế tục kinh doanh không ít xí nghiệp, số tiền thu về mỗi năm lên đến hàng tỷ. Đáng tiếc ông ta đã xem nhẹ thân phận của Lý Vũ, tiền mà không thể lay động được anh. Lý Thế Hiệp, chỉ cần cậu có thể chữa khỏi bệnh cho cha tôi, bất cứ yêu cầu nào chúng tôi có thể làm được thì đều có thể đáp ứng.
Lời nói của Nguyễn Thường vốn là rất khó hiểu, chỉ cần nói thẳng là anh có thể cần tôi. Có thể thấy tấm lòng hiếu thảo của người phụ nữ này đã được mặt trăng và mặt trời làm chứng.